hầu như đại đa số trong các vườn mãng cầu là bà con đều là làm sạch cỏ hết bằng cách là sử dụng cái thuốc cỏ đó, phun xịt ở dưới cây cỏ để cho nó chết hết. Chính vì vậy cho nên là cái vườn mãng cầu của họ bước vô có cảm giác là rất là sạch sẽ, giống như cái sân nhà mình vậy đó. Nhưng mà đối với canh tác nông nghiệp, đặc biệt là về cây ăn quả, thì cái việc mà làm sạch cỏ hết mà xịt, mà thậm chí dùng cái thuốc cỏ mà xịt nó như vậy đó, thì nó hoàn toàn nó phản khoa học và nó cũng không tốt cho cái đất mà cũng như kể cả cái cây. Thì anh nghĩ rằng là cần phải có một cái quy trình chăm sóc cho nó an toàn hơn. Anh làm ở cái công ty Natani, cũng là cái nơi gọi là để tập hợp bà con nhà vườn lại để có một cái quy trình canh tác chung để cho ra một cái sản phẩm mà có chất lượng đồng bộ để phục vụ người tiêu dùng nó tốt hơn. Cây này là mình nay làm khoảng 10-15 năm hả anh Thuận ha? 13 năm anh. Cây này khoảng 13 năm, 13-14 năm rồi phải không? Thực sự ra tại cái vườn của mình mà mình trồng theo cái quy trình mà hữu cơ á, mình làm hữu cơ cho nên nó cây bây giờ nó mặc dù nó già nhưng thấy nó vẫn còn sung, nó có thể nó cho những cái trái được như vậy. Nó bền, hữu cơ nó bền hơn phải không? Đúng rồi, những cái lá đó nè, anh thấy những cái lá rất là xanh, rất là dày. Chứng tỏ là sức khỏe của cái cây này cũng còn rất là tốt, mặc dù già nhưng mà kiểu còn sung lắm. Cũng như bao nhiêu người dân Tây Ninh, anh cũng rất là tự hào về cái quê hương của mình. Quê hương của anh là một cái tỉnh của biên giới, nó cũng có những cái thiên nhiên rất là ưu đãi về thời tiết, về khí hậu cũng như rằng là về đất đai, rất là phù hợp cho một cái loại đặc sản là cây mãng cầu. Từ Bắc tới Nam, hầu như tỉnh thành nào cũng có thể trồng được cái mãng cầu hết. Tuy nhiên thì ở tại đất Tây Ninh này, thì với những cái điều kiện khí hậu thổ nhưỡng, cây mãng cầu này hầu như là đã tìm được cái quê hương chính thức của cái mãng cầu. Những cái người mà du khách đến Tây Ninh này không thể nào bỏ qua được cái sản phẩm đặc sản là cái trái mãng cầu Tây Ninh. Cái này chắc lẽ là nếu mà như vậy thì tôi nghĩ là chắc anh thay cây nó từ từ, anh thay nó. Thay chắc nó phải thay rồi. Bây giờ nó cũng rớt tàn, nó nghe nó rớt tàn nhiều, nó cũng lớn tuổi rồi, nó hẳn là lớn tuổi rồi đó. Giờ mình phải thay cây tơ rồi, thay cây tơ vô. Thay nó luôn, bây giờ những cái cây mà nó lớn sẵn á, mình đã lớn trong bầu sẵn mà độ khoảng 6-7 tháng luôn á. Rồi anh thay anh trồng xuống luôn cho nó theo kịp luôn. Mình ương á, ương lấy bầu bự rồi nè, mình thay vô luôn cho nó mau. Đó, thì bây giờ tôi bởi vậy mình cứ để luôn cái này là nó để cái này. Cái cây này nếu mà nó thấy nó ấy hết quá rồi thôi mình thay nó. Mình thay mấy cái già này đi. Đúng mà mình nó cũng mãng cầu nó cũng khó gì, cầu mình bằng cỏ sạch là cây con nó khác mau, nó lẹ lắm. Đúng rồi, mấy giờ này mới 2 năm không mà trái có cây 5 số ký. Cái khó khăn nhất là vận động bà con để mà hợp tác với mình bước đầu. Bà con nhà vườn thì hầu như là ai cũng có cái kinh nghiệm trong cái canh tác cây mãng cầu này, là người ít nhất là cũng vài 3 năm, người nhiều nhất là cũng vài 30 năm. Họ luôn luôn tin tưởng rằng là cái cách họ làm là tốt nhất. Thực sự chưa có một cái sự chia sẻ để thấu hiểu nhau về trong cái việc canh tác cây mãng cầu này như thế nào. Mới hợp đồng với ảnh mới vụ này. Bởi vì ảnh cũng gắn bó với nông dân mình, cũng chân tình với nông dân mình nữa. Cũng thích từ chỗ đó, xuống coi mình chăm sóc còn này kia đó, với kỹ thuật đồ chỉ mình làm. Ví dụ như pha thuốc của công ty, công ty đưa ra mình xịt chứ còn không đưa là mình không có xịt. Đưa ra là mình làm, còn anh không đưa là thôi. Khi mà mình quy tụ bà con nông dân để mình chia sẻ về cái phương thức mà hợp tác với nhau cũng như là canh tác thì cái mãng cầu sạch này thì cũng gặp vấp phải cái sự mà gọi là phản ứng của họ, chẳng hạn như là nhà tôi ba đời nay tôi làm mãng cầu rồi, hoặc là tôi đã làm cái cây này đó là nay là mười mấy 20 năm nay rồi, tôi rành nó quá rồi. Mình cũng hết sức kiên nhẫn và mình thuyết phục bà con, mình cũng tìm hiểu lắng nghe bà con chia sẻ cái kinh nghiệm của từ nhiều người và từ đó mình đúc kết lại
và mình tìm hiểu thêm trong tài liệu hoặc là những cái quy trình canh tác kỹ thuật mới về cái tâm sinh lý của cái cây mãng cầu này nó như thế nào. Mình mới vận động bà con không sử dụng cái loại thuốc nó như vậy nữa, mà mình để cái môi trường nó tự nhiên. Mình để mình nuôi cái cỏ đó là để giống như mình nuôi một số cái loại thiên địch để nó tự nó tiêu diệt những cái côn trùng có hại cho mình. Cũng như là cũng có cái nơi để mà gọi là cho những loại côn trùng có hại nó trú ẩn. Chứ để bây giờ mình làm sạch hết rồi nó không có chỗ nào ở dưới nữa thì nó phải lên cái cây của mình. Lên cây của mình thì nó phá càng nhiều hơn nữa. Chứng minh cho bà con thấy rằng là những cái quy trình canh tác của bà con lâu nay có những cái điểm là nó rất là hay, cũng như có những cái điểm mà nó cũng bây giờ nó không còn phù hợp nữa. Cho nên là mình cần phải thay đổi. Nói chung hồi đó thì anh chưa có biết. Khi mà biết anh Tăng rồi thì làm cho anh rất là thích, thích lắm. Hồi trước thì mình làm cỏ ở ngoài, nó hơi bấp bênh hơn. Vô công ty này mình bằng, anh thấy nó rất là ổn định. Khi mà mình làm được cái mãng cầu nó lên mà đúng trên cái cây mãng cầu mình rồi là mình có thể mình nắm cái số tiền mình đi được 80%, mình sẽ thu nhập được bao nhiêu đấy. Bị cái giá của công ty anh Tăng anh đưa ra là cái giá sàn, giá bao xô cho mình. Nó không có bị như ở ngoài thị trường, bữa thì giá dày, bữa giá khác. Kể từ đây trở về sau nó mới ổn định. Anh thấy anh cũng mừng, rất là mừng. Nó có hai cái sứ mệnh chính. Cái sứ mệnh thứ nhất là làm lại cái giá trị của cái trái mãng cầu đặc sản của cái vùng đất Tây Ninh này, như cũng là đó là cái niềm tự hào của tất cả những người dân Tây Ninh. Cái sứ mệnh thứ hai nữa là anh muốn rằng là sẽ mang đến hỗ trợ cho bà con nông dân nhà vườn là trồng mãng cầu có cái thu nhập tốt hơn và có được cái sản xuất canh tác với nông nghiệp một cách bền vững hơn. Và đặc biệt cái này là trái cây tươi cho nên là lúc nào cũng phải mới, ngày nào cũng phải giao mới liên tục. Tại vì nếu mà nó không có tồn kho được cái việc này, nó tồn lại là nó chín hết và nó cũ đi, nó không còn là trái cây tươi nữa. Không có ngày nào nghỉ hết trơn, kể cả ngày chủ nhật, ngày lễ, ngày tết thì làm suốt tại trái cây, tới lúc mà nó chẳng hạn nó nở mà nó đã mở ra như thế này là phải thu hoạch, không thể giống như tới đẻ chờ mình đẻ nó không có hạn được. Tới bây giờ thì có thể nói rằng là mình rất là cảm thấy rằng là tự hào và có thể tự tin rằng là mình đã chọn cái hướng đi đúng hướng cho cái sản phẩm trái mãng cầu na của Tây Ninh. Bởi vì mình xác định luôn rằng là nếu như mà mình không canh tác theo cái quy trình mà là an toàn như thế này, hữu cơ như thế này để đảm bảo được cái chất lượng cái trái mãng cầu để phục vụ cho cái người tiêu dùng thì chắc chắn rằng là người tiêu dùng sẽ quay lưng với cái sản phẩm này. Cái trái mãng cầu mà canh tác theo quy trình của công ty Natani mà bà con đang hợp tác làm thì đã phần nào thực sự nó 100% là nó là lấy là nguyên thủy thì chắc chắn là chưa được, nhưng mà cũng đã có thể tự tin nói rằng 70-80% nó đã đạt được cái chất lượng giống như là trái mãng cầu một cách hoàn toàn tự nhiên về cái độ dai, độ thơm cũng như là độ ngọt của cái trái mãng cầu.